Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, đôi chân không chỉ đưa ta đi muôn nẻo muôn nơi mà còn có thể tiết lộ về đường tài lộc trong đời của chúng ta. Đối với tướng học, tứ chi có một vai trò rất quan trọng trong việc quan sát vận mạng và cá tính con người. Người ta nghiệm thấy những người trì độn hoặc suốt đời khốn khổ, dù bộ vị trên mặt không lấy gì quá tệ, đều có tứ chi bất quân xứng hay không ngay thẳng. Bàn chân không chỉ là một bộ phận có tác dụng nâng đỡ cơ thể mà còn có thể nói lên tính cách và vận mệnh của con người. Với cách xem bói qua bàn chân, nếu bàn chân của bạn có ít nhất một trong những đặc điểm dưới đây thì xin được chúc mừng. Hãy cùng xem người có tướng bàn chân phát tài là như thế nào nhé. Đầu ngón chân tròn đều. Người mà có đôi chân bàn chân với những đầu ngón chân tròn đều tự nhiên, không bị bong ra, nhiều da chết bì lên, màu sắc hồng nhuận, các ngón chân xếp liền nhau lần lượt thành đường thẳng, chứ không lô nhô cái cao cái thấp, tất là tướng chân đẹp. Người có bàn chân với những đầu ngón chân đều đẹp như vậy là tướng bàn chân phú quý, làm gì cũng dễ dàng thuận lợi, đặc biệt là kiếm tiền dễ dàng nhanh chóng. Muốn phát tài với họ cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Còn nếu như ai mà không may có ngón chân màu sắc nhợt nhạt, lại ngắn dài không đều nhau thì e rằng cuộc sống dễ trải qua nhiều sóng gió, vất vả khó khăn, bồn bà khắp nơi mới có thể nuôi sống bản thân. Đường vân chân chạy dọc. Người như thế nào thì kiếm tiền dễ dàng? Ai có tướng bản chân phát tài nhanh chóng? Theo nhân tướng học, những ai mà đường vân chân chạy dọc thì tiền tài đến với bạn khá là dễ dàng. Nếu như những người khác thường phải vất vả ngược xuôi mới có tiền về tay, thì dường như người này luôn có thần tài ở bên ưu ái, che chở, nên tài vận tăng tiến ầm ầm. Những ai mà vân chân chạy ngang thì thường là số khổ mệnh, khi mà cả đời lúc nào cũng không được an nhàn, ráo mồ hôi là ráo tiền. Muốn có tiền thì phải bỏ ra công sức nhiều hơn người khác, gấp nhiều lần. Nhưng nếu bạn sở hữu đường vân chân chạy dọc thì mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng hoàn toàn khác. Có khi tài lộc không cầu cũng tự tới, chẳng cần phải vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt thì vẫn có được thành quả về tay. Tất nhiên, không tới mức ngồi không cũng có tiền rơi trúng đầu, ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng trong cuộc chiến vật lộn, mưu sinh thì tướng vân chân này là may mắn hơn nhiều người khác. Nếu như ai đang có vân chân chạy dọc lại thêm có nốt ruồi trên vân chân nữa thì đúng là tướng người phú quý, giàu sang, phát tài, chẳng sớm thì muộn, muốn nghèo khó cũng không nổi. Ngón chân cái dày dặn nhiều thịt. Có thể nhiều người không biết nhưng theo các chuyên gia phong thủy thì tướng chân có thể tiết lộ rất nhiều điều về một người, nhất là về tài vận của người đó. Nhưng ai mà có ngón chân cái to, dày thì đó là biểu hiện của phúc khí dồi dào, lúc nào cũng có may mắn vây quanh. Nếu như thịt ở ngón chân cái càng dày thì chứng tỏ phúc phần càng lớn, tài lộc càng nhiều. Người này đi đâu cũng dễ gặp được quý nhân tương trợ, được người khác sẵn lòng giúp đỡ. Nhờ thế mà công việc trôi chảy dễ dàng, tiền kiếm được dễ như trở bàn tay. Vận thứ tài cực vượng là điểm nổi bật ở người này. Họ có thể trúng số, trúng thưởng một cách bất ngờ, nhiều lúc chính bản thân cũng không tin nổi vào vận may mà mình đang có. Da bàn chân trơn nhẵn, láng mịn. Nếu đôi bàn chân nhìn đẹp, da trơn láng khiến cho người ta vừa nhìn đã trầm trồ khen ngợi, thì người đó có tướng mệnh khá là lý tưởng. Những người có đôi bàn chân như vậy thường là người thật thà, chăm chỉ, lại giỏi giang, hiểu rộng, biết nhiều, thành công đến với họ nhanh chóng, dễ dàng như hơi thở. Chỉ cần họ muốn gì là sẽ có được điều đó trong tay, tiền tài càng chẳng bao giờ phải lo lắng. Da bàn chân trơn mịn nhẵn nhụi hồng hào cho thấy người này làm gì cũng tính toán cẩn thận, có đầu óc hơn người, là người luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Tuy điều đó khiến họ đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, nhưng thực chất với tài năng thiên phú của mình, những điều tốt lành như ý sẽ đến với họ mà thôi. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp khi có những đặc điểm trên thì vận trình trong năm 2020 Canh Tý sẽ gặp phải nhiều tai họa, tài lộc giảm sút, gia đạo không được bình an may mắn. Đầu tiên đó là mệnh chủ tuổi Thân. Tam hợp quý nhân có nhiều sự giúp đỡ cho công việc hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn.
năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về mặt sự nghiệp có lợi chính là tam hợp với chi năm, hơn nữa Thái Tuế là thương quan của mệnh chủ tuổi Thân. Điều này có nghĩa là mệnh chủ tuổi Thân năm nay có nhiều cơ hội hợp tác không tồi, được Thái Tuế tương trợ nên vận hạn năm 2020 của những mệnh chủ tuổi Thân rất cát lành. Mệnh chủ năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, chiêu mời các tinh, hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Vận quý nhân tương đối vượng, mọi việc đều có sự trợ giúp, không chỉ thân tâm vui sướng, năng lực của bản thân cũng sẽ được phát huy, càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến. Vì là năm của sự nghiệp hanh thông, quyền thế, thu nhập đều có đột phá. Hơn nữa, tứ lục văn xương tinh đến là khôn của Thân, một vài người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán đều có chủ tính, phát huy sáng tác sẽ có biểu hiện tốt hơn. Bất lợi chính là bạch hổ chỉ bối địa sát, dễ mang đến cho mệnh chủ tuổi Thân một vài khẩu thể thị phi, cần hết sức tránh và giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Về mặt tình cảm, Thái Tuế thương quan hợp Thân, mệnh chủ tuổi Thân có vận thế trong năm rất vượng về nhân duyên, có thể chủ động bỏ ra công sức để kinh doanh. Mặt tình cảm trong cuộc sống nhiều hơn sự ngạc nhiên và lãng mạn. Các bạn nam nữ mệnh chủ tuổi Thân trong năm nay có mối quan hệ xã giao cũng rất tốt, ngoài ra có lợi cho việc mang bầu và lấm ấm hơn tình cảm trong gia đình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho phu tinh nên với những bạn đơn thân cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia xuất hiện, không nên nóng vội. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp với Thái Tuế, cơ hội rất nhiều. Tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực cho thật tốt, tích lũy trí tuệ kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng với sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho năm 2020, bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân tăng cường tài lộc của mình. Tuổi Sửu tiến sang năm 2020, vận trình của tuổi Sửu vào năm Canh Tý sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh Thổ Tuế Can lộ xuất thương quan, Thái Tuế Tý Thủy tọa tại thứ tài ca tinh. Thương quan sinh thứ tài, mà Thái Tuế Tý và còn giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Tử vi năm 2020 của tuổi Sửu cho thấy, con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉnh chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ quá mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi, ẩm thực, tài lộc về nhà, nhiều nước. Bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình, hơn nữa tài lộc toàn tự tìm đến với tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạch tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, giúp con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý, kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi, hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình. Tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài Thái Tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, trọn đời luôn được bình an, may mắn. Trong năm Phạm Tam Tai 2020, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Bản mệnh có thể làm việc do dự, thiếu quyết đoán, không đủ tự tin sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Nên chủ động tích cực hơn trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên trong năm thủy khí quá vượng do chịu ảnh hưởng của Thái Tuế Tý Thủy, con giáp này cảm thấy áp lực và nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe, mệnh chủ nên tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ nhưng cần phải nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo cho mình niềm vui và cảm hứng, có thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe. Hàng ngày thì nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng, cũng đừng quên tâm sự, chia sẻ với người thân và gia đình, tăng tình đoàn kết và có thể điều tiết được cảm xúc của mình.
Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Về sự nghiệp năm 2020 của tuổi Sửu, canh kim lộ xuất thương quan, tí thủy tọa tứ tải. Trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới. Các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi, vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được may mắn bình an. Tuổi Sửu cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình, bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tí này, tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về chuyện tăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh tượng trưng cho sự kích động xung đột với cấp trên. Vì thế, nếu bạn muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá là khó, trừ khi có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức song cũng không quá lớn, gần như chỉ thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Năm canh kim lộ xuất thương quan, tí thủy tọa thứ tải, tuổi Sửu năm 2020 sẽ có tài lộc tìm đến tận nơi. Tí Sửu lâm nhị hợp, trong năm vượng tài vượng lộc mà thứ tài chỉ lối dẫn đường con giáp này nên tập trung vào các dự án đầu tư sẽ có lợi hơn. Nếu có ý định kinh doanh cần phải tìm địa điểm giao thông thuận tiện, lưu lượng người qua lại đông đúc, như thế mới dễ dàng thu hút được một lượng lớn khách hàng tiếp cận tự nhiên. Muốn kiếm tiền lâu bền thì cần phải biết tính toán, đừng chỉ ngồi một chỗ ôm cây đợi thỏ. Muốn tiền đẻ ra tiền, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh để được tài lộc vượng tiến, suốt đời bình an. Mệnh chủ tuổi Thìn tam hợp thái tuế quý nhân vượng. Những mệnh chủ tuổi Thìn nếu có những đặc điểm trên rơi vào năm Canh Tí tương hợp với thái tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói vận thế không tệ. Những mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt. Chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh, hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Về tài vận, lưu niên thiên can canh kim sinh vượng, địa chi tí thủy là chính tài, tài tinh lại hợp thân. Cho nên với những mệnh chủ tuổi Thìn, trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập đồng lương của người công chức, cho nên trong năm nay về tài lộc tương đối hanh thông. Mệnh chủ yếu nhận tài lộc từ công việc chính của mình, những công việc phụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Về tình cảm, chính tài sinh quan, mệnh chủ tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ và yêu quý vận đào hoa tương đối tốt, những người độc thân nên nắm bắt cơ hội này. Điều cần nhắc nhở đó là vào năm Canh Tí bị lưu niên thiên can tiếp thân lại gặp hoàng văn tinh, cho nên năm nay dễ bị bệnh mãn tính hoặc nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng dẫn đến tình trạng sức khỏe không được lý tưởng. Tuổi Tỵ, luận tử vi về sự nghiệp của tuổi Tỵ trong năm Phạm Tam Tai 2020, con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện để phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng âm thầm để ý quan sát tuổi Tỵ. Chỉ cần con giáp này lơ là, sơ suất, thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này, tuy nhiên thì bản mệnh cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực, quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Mối quan hệ với cấp trên không tốt, bản mệnh khó được trao cho cơ hội để thể hiện mình, cũng không có không gian để phát triển năng lực đúng với mong đợi. Công việc không quá phức tạp nhưng không có cơ hội thăng tiến, khiến cho con giáp này nhục chí, chán nản. Điều đó có thể dẫn đến hành động lơ là, sơ suất trong công việc. Mà hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở và trách phạt. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự nhưng có vô số những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng, bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh để xem có thể bứt phá được nếu không có ai tạo điều kiện cho mình. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, người tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu.
Nếu con giáp này kiên cường giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, chứng tỏ năng lực của mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng vì chán nản, bất mãn mà buông xuôi, cũng đừng tìm cớ lách luật qua mặt cấp trên, sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp. Xét về đường tài lộc của tuổi Tỵ năm 2020, có thể do canh kim lộ xuất thiên tài mà chính tài sinh chính quan tọa tại tí thủy nên bị cản trở trong công việc chính. Thủy hỏa bất dung khiến cho thu nhập từ công việc chính khó bề gia tăng. Tài lộc trong năm Canh Tý này chủ yếu là những nguồn thu vụ. Thái tuế hóa thiên tài, đầu tư ngắn hạn sẽ có lợi hơn. Đừng tham mà đầu tư lâu dài, dễ xảy ra bất chắc, càng không nên đầu tư mạo hiểm hay chơi cờ bạc đỏ đen. Nếu có dự định đầu tư thì cần phải tìm hiểu rõ về các quy định của pháp luật, áp dụng đúng quy định, đồng thời xem xét thật kỹ để tránh những tổn thất thiệt hại nghiêm trọng. Nên kiếm thêm việc làm, thu nhập từ nghề tay trái sẽ góp phần ổn định và vững vàng hơn, góp ít thành nhiều, tích tiểu thành đại. Chăm chỉ làm lụng thì tất cả sẽ có được một khoản kha khá để cuộc sống dư giả hơn. Đặc biệt là từ người kinh doanh buôn bán, chỉ cần tranh thủ dùng tâm, bất luận là mở rộng khách hàng mới hay việc tăng ngạch tiêu thụ đều có chỗ giành được lợi ích. Ngoài ra, do năm nay tiểu hao và nguyên thần còn gọi là đại hao chiếu mệnh, nên trong năm nay mệnh chủ có những hao tổn trong tài vận, cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tiểu tiết, tránh trường hợp thất thoát tài lộc. Để tốt nhất, mệnh chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy thất tinh bát quái trận đồ trong phòng khách để kích hoạt cung tài vận và quan vận, rất tốt cho những người làm ăn kinh doanh, muốn cầu tài chiêu lộc và những người làm công chức muốn thăng quan tiến chức. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi, đội ngũ của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ và tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.